mạnh lên, một lần nữa. Rồi, con cho một tràng pháo tay mừng ra nữa nào. Vỗ mạnh lên, thôi. Xin mời cha an toàn, tất cả xin mời bé an toàn. Và chương trình được bắt đầu. Kính thưa cha sở, quý sơ, quý thầy, các ân nhân và ông bà cha mẹ của chúng con, mỗi khi tiếng ve báo hiệu nhà về là chúng con thấy rạo rực, nao nức đón hiệu các buổi cắm trại mà cha xứ, quý sơ, quý thầy đã chuẩn bị cho các con. Năm nay cũng thế, chúng con đã tưng bừng hân hoan chào đón trại hè với những trò chơi đầy hấp dẫn, những tiết mục văn nghệ nho nhỏ bỏ túi, thật là kỳ thú, đánh dấu tuổi trẻ hào hùng, năng động hay say không biết mệt mỏi của chúng con. Trong giáo sư chúng con luôn được sự triều mến, săn sóc của cha sở, quý sơ, quý thầy, quý ân nhân cũng như ông bà, cha mẹ của chúng con. Và thật là một hồng ân to lớn cho tuổi trẻ của chúng con. Để đáp lại tấm lòng yêu thương ấy, chúng con đã cố gắng đem tiếng hát, tiếng đàn nhỏ bé của mình để phục vụ Chúa và giáo hội qua giáo xứ nhà. Tuổi trẻ của chúng con còn rất nông nổi, không tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót, để phiền lòng cha sở và mọi người. Chúng con là những nhạc công và ca viên, nên chúng con chỉ xin thể hiện đêm nhạc vui qua tiếng hát, tiếng đàn mà chúng con đã từng phục vụ trong giáo xứ mà thôi. Đây không phải là đêm diễn văn nghệ, chỉ là sự thể hiện về vai trò của một nhạc công và một ca viên, nên chúng con sẽ tự đàn, tự hát và tự tập múa với nhau để vui chơi trong những ngày hè của thời thơ ấu. Kính xin cha quý vị lượng tình thông cảm cho tuổi trẻ, tài nghệ còn rất non nớt của chúng con. Sau đây là chương trình văn nghệ bỏ túi của chúng con xin hết. Tuổi trẻ với nhiều mộng ước, nhiều đắm say và nhiều cuồng ngông. Thế nhưng các bạn ơi, các bạn hãy từ bỏ những đam mê ngông cuồng ấy và hãy biết tận dụng những khả năng quý báu của mình. Để từ đó, tuổi trẻ của chúng mình sẽ luôn năng động, sẽ luôn vui tươi và dễ thương. Sau đây, nhóm nhạc công giáo xứ Phương Nghĩa xin gửi đến quý vị và các bạn vũ điệu, nhịp điệu cuộc sống. Yeah.
Ôi Thiên Chúa cao vời khôn sánh, con người thất phận mỏng manh, làm sao với được. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức qua giọng ca của bạn Tuấn Lâm và Thanh Quang qua tiếng đàn organ của Hoàng Điệp. Thank you.
vời thay. Ôi tình mẹ, ai không chúng ta, ai trong chúng ta không một lần để một lần nếm thử cảm sự ngọt ngào em nói ấy. Qua tiếng đàn piano và organ, hòn điệp và thanh quan sẽ cho chúng ta nếm cảm sự ngọt ngào ấy. Một bài nhạc cho con và yêu con kèm lời và hát
do em con nghe tiếng em trình bày. Thank you.
tôi đã về đây. Lung linh ở trong mắt này, dẫu rằng bước đi thất tha, biển bối rơi tim ai rồi. Ồ, hay có ai đằng xa, tự nhiên bước theo người ta. Hay đã muốn chia chút tình, hoặc cho ưu tiên nhất tươi, quên biết nhau đâu mà vui. Nè nè, chưa có theo lòng hấp tấp, bước chân em vội vã.
xa. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chốn cao cao xanh. Thái dương từng dần đau dung từ vô tận đến. Công nhân ra khi còn thủ thế con sông, thần là vẫn tốt chưa bao nhiêu đường thì con đã qua đi ngang. Vẫn qua xuống những người còn nói xa, nắng lòng sáng nắng chỉ nghe về bao điều mà con đã qua kia tâm. Nào ngờ chính lòng con đang bay lưng lại, lại là chính lúc con đang quay lưng lại. Mình trời chưa sáng xa cho chúng hương bằng tôi tay, không đông dòng của một cuộc sống mới. Các bạn hãy cảm nhận điều đó với nhạc phẩm Vào Đời, với sự trình bày của nhóm múa Thành Quyên, biên đạo Nguyên Hằng.
vọng tiếng cầu kinh vơi đầy. Vâng, mẹ ơi, mỗi khi chiều về, con vẫn thường đến bên mẹ. Dâng chuỗi ngày sống của con, xin mẹ ủi an, nâng đỡ, nhậm lời mỗi khi con cầu xin. Sau đây, Nguyên Hằng, Bích Duyên sẽ song ca bản chu chiều cùng với tiếng đàn organ của Như Quỳnh. Phương Nghĩa xin gửi đến vở kịch Cám Dỗ như một thông điệp muốn gửi đến cho toàn thể quý vị và các bạn. Đừng bao giờ nghe theo lời dụ dỗ của ma quỷ, nhưng hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện, hướng lòng lên với Thiên Chúa, đấng hằng giữ gìn và bảo vệ ta khỏi mưu trước sự dữ. Và sau đây, vở kịch xin được phép bắt đầu. Tội lỗi và bóng đêm đã xâm nhập vào thế gian này. Quân bay đâu? Hãy cùng ta đi cám dỗ và thống trị thế giới. Quỷ yếu điệu. Quỷ gì đâu rồi? Đại dương nhà hả? Người làm gì mà lâu thế hả? Ngủ nước phải không? Dạ, không phải đâu ạ. Con dậy từ sáng nhưng con mắc trang điểm đó ạ. Xấu như quỷ mà con bày được chảnh. Thôi, nói ta nghe, ngươi sẽ cám dỗ loài người như thế nào? Dạ, con sẽ dùng sắc đẹp tuyệt vời của con để thu hút bọn đàn ông trên thế gian. Con sẽ dụ dỗ chúng phạm tội, phá vỡ hạnh phúc gia đình chúng. Nghe cũng được đấy. Hãy ra đi và cám dỗ chúng. Dạ, chào đại dương ạ. Quỷ tệ nạn đâu? Dạ, còn đây ạ. Người sẽ cám dỗ loài người như thế nào? Dạ, con sẽ cùng thuộc hạ của con làm ma túy, bài bạc, rượu chè,
trai gái xâm nhập vào thế giới, con sẽ gieo rắc trên chúng sự chết chóc. Loài người sẽ thu hành, ganh ghét, gây hại lẫn nhau. Kế hoạch được đấy. Nếu người hoàn thành tốt, ta sẽ trọng thưởng cho người. Hãy đi và kết vô chúng. Kể từ đó, xã hội loài người ngập tràn tội lỗi. Đâu đâu cũng thấy những bất công, những tội ác, những thù hằn, ganh ghét, gây hại lẫn nhau. Ê mày, mày hiểu ơi. Cái gì vậy? Hít thử mày, phê lắm đó. Thôi mày, tao nghe nói mấy thứ này ghê lắm, đùng veo rồi chết đi chơi đó. Úi trời, gì mà như con gái, sợ cái này cái kia. Lo gì, tao thử mấy lần rồi, bẹo đẻm mày phê tới sáng luôn. Sợ gì, nem như đại trường phu mà. Ừ, thằng này khác này, vô đây tao cho thử. Ôi trời, mày không có mắt cái xe mày. Xin lỗi bạn, mình không cố ý, bạn có sao không? Sao trang gì, mày muốn đánh lộn phải không? Đánh đi, đánh đi, hãy đánh đi. Không tay là tao sợ mày à. Ngon bước qua đây. Bước qua. Ngon mày bước qua đây coi. Bước vô mày. Thôi thôi, hai bạn đừng đánh nhau nữa. Tụi mình là bạn bè mà. Mày nhớ mặt mày đó nha. Tuy loài người đã trở nên hư hỏng, nhưng lúc đó vẫn còn những người công giáo đạo đức. Họ vẫn không chịu sự cám dỗ của bọn quỷ. Trần gian vẫn chưa hoàn toàn bị khuất phục, vẫn còn những kẻ không bị ta cám dỗ. Quỷ đầu to, ta phải làm gì bây giờ? Dạ, thưa đại dương, những kẻ chưa bị ta cám dỗ là bọn người công giáo. Chúng luôn nghe theo những lời dạy bảo của Thiên Chúa, tuân giữ 10 điều răn Thiên Chúa, 6 điều răn Hội Thánh. Và còn cái gì gọi là bảy mối ba chìm cái gì đó? Cái gì? Mày nói cái gì? Ấy lộn, bảy mối tội đầu ạ. Đầu to nè, ấp như trái nho, có mỗi cái tên cũng chẳng nhớ. Được rồi, ta sẽ tập trung tấn công vào bọn người công giáo. Hãy gọi bọn thuộc hạ lên đây cho ta. Dạ, quấn mấy đâu ạ? Hãy đi và cám dỗ bọn người công giáo phạm tội. Hãy làm chúng yếu lòng tin, hám mê tiền bạc, địa vị, bỏ bê nhà thờ, việc học giáo lý. Hãy dụ dỗ chúng phạm tội. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Dạ, chúng con đi ngay đây ạ. Kể từ đó, kể cả người công giáo đã hoàn toàn bị khuất phục trước thế lực của ác thần. Tội lỗi lan tràn khắp thế giới. Loài người bắt đầu mất lòng tin vào nhau và mất lòng tin vào Thiên Chúa. Kể từ nay, ta là bá chủ của thế giới này. Bóng tối đâu, hãy ăn sâu vào tâm hồn con người và hãy lan tràn khắp mặt đất. Thế nhưng, Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Ngài vẫn hằng mong cho loài người được an bình và được cứu thoát khỏi tội lỗi. Ngài đã ban thêm sức mạnh cho con người, nâng đỡ họ trỗi dậy, kéo họ ra khỏi vũng nhơ tội lỗi. Bấm đại dương, bấm đại dương. Từ trời xuất hiện một luồng ánh sáng chói chang kia kìa. Đâu, đâu, nó đâu, 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 đâu. Nó kia kìa, nó kia kìa. Ôi trời ơi, đó là đạo binh của các thiên thần đấy. Hãy rút lui thôi các con ơi, Thiên Chúa vẫn ăn ở với con người. Giờ đây, loài người đã đứng dậy sau cơn vấp ngã. Lạy Chúa Giêsu, bị cám dỗ là thân phận của con người, nhưng thắng được cám dỗ là nhờ ơn của Chúa. Cuộc sống hôm nay cho chúng con bao nhiêu cám dỗ ngọt ngào,
làm khuấy động những thèm khát nơi chúng con, cám dỗ chiếm đoạt và sở hữu, cám dỗ thống trị bằng quyền uy hay trí thức, cám dỗ sống buông thả theo bản năng tự nhiên, cám dỗ nào cũng hứa cũng cho chúng con ít nhiều hoan lạc, nhưng thật ra lại làm cho chúng con nghèo nàn vì sự giam mình trong cái tôi ích kỷ. Xin cho chúng con thắng được các cơn cám dỗ nhờ tỉnh thức và cầu nguyện, nhờ chay tịnh và làm chủ bản thân. Xin cho chúng con dám lội ngược dòng với thế gian để đi vào con đường hẹp của Chúa, con đường nghèo khó khiêm nhu, con đường hy sinh phục vụ. Ước gì chúng con được lớn lên trong tình yêu Chúa sau những lần chiến đấu và vất vả cam go, và ngay cả khi yếu đuối sa ngã, xin cho chúng con can đảm đứng lên vững tin vào lòng Chúa tín trung tha thứ. Amen. Để tiếp tục được chương trình sau đây, nhóm nhạc công của Jesus Phương Vĩ sẽ được trình diễn một bài audition. Xin mời mọi người cùng theo dõi.
trước khi bế mạc, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị phụ huynh cũng như quý ông bà anh chị em và các trẻ đến đây tham dự cuộc vui trong giáo xứ do nhạc công và cao đoàn B tổ chức dưới sự hướng dẫn của sơ tỉnh cũng như quý sơ thầy nhân, có sự cộng tác của anh Trung cũng như của chị Thìn và một số anh em sinh viên, anh chị em sinh viên nữa. Tôi rất cảm động vì sự tận tụy hy sinh của mấy sơ cũng như quý thầy và quý bạn đã giúp đỡ cho cuộc vui hôm nay. Cuộc trình diễn tuy rằng đơn sơ nhưng có rất nhiều ý nghĩa. Các em đã đưa hết khả năng của mình ra để trình diễn. Với những khả năng đó, tôi hy vọng trong tương lai giáo xứ Phụng Nghĩa của chúng ta cứ đà tiến trở này, thì một ngày mai sẽ có rất nhiều nhân sự để cộng tác vào công việc của giáo xứ, không những giáo xứ mà cho nhiều sứ đạo ở các nơi. Các em là sinh viên, chưa trở thành sinh viên, đi các xứ thành phố Sài Gòn, Huế, Nha Trang, Đà Lạt và nhiều thành phố khác. Các em đã tham gia vào sứ đạo cũng như tham gia các đoàn thể sinh viên học sinh. Đó là một cái niềm vui phấn khởi của giáo xứ. Rất mong quý vị học sinh tiếp tục giúp đỡ em. Và dịp này tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị học sinh có con em tham gia trong nhạc công ca đoàn. Quý vị đã hy sinh cho các con em rất nhiều. Đấy cũng là hôm nay quý vị sẽ thấy cái kết quả do sự hy sinh của quý vị làm cho con em báo đáp công ơn của cha mẹ trong buổi trình diễn này. Một lần nữa tôi xin với tư cách cơ sở cảm ơn sơ tỉnh, quý sơ, thầy nhân, quý thầy, anh Trung, cô Thìn cũng như mấy anh chị em sinh viên và tất cả các cộng tác viên khác trong các ban như ban giữ xe và các ân nhân khác giúp đỡ. Xin Chúa trợ công bội hậu cho ma sơ quý thầy tất cả quý vị. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả. Chúng ta trước khi ra về, chúng ta đọc một kinh Đại Tra kính mừng sáng danh hướng đến Trinh Nữ Maria để cám Đức Mẹ. Sáng nay mấy ngày chúng ta khấn, và sáng nay chúng tôi đã khấn trước nhan thánh Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ chúc lành cho giờ đây chúng ta đọc một kinh Đại Tra kính mừng sáng danh tạ ơn Chúa và cám ơn Đức Mẹ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện trời đất cũng như trên trời. Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, mà có phước là ơn mọi người. Vậy Giê-xu phán lòng bà luôn phúc là sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Mẹ Maria, tất cả mọi người chúng con lớn nhỏ xin chân thành cảm ơn Mẹ vì các ơn lành Mẹ ban cho giáo xứ chúng con và cách riêng ngày hôm nay cho các em ca đoàn B cũng như ca viên đã được một ngày tốt đẹp. Chúng con hết lòng cảm ơn Mẹ, xin Mẹ cho mình cảm tạ Chúa. Tôi xin phép Mẹ Maria để chúc bình an cho anh chị em và tất cả mọi người. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Cuộc trình diễn văn nghệ nho nhỏ của giáo xứ Phương Nghĩa đã chấm dứt. Chúc anh chị em đi bình an. Xin Mẹ Maria che chở gìn giữ anh chị em cũng như các cháu trong tình yêu thương của Mẹ.